canh này là trời nó gọi là ô có mực. Xuống nếu mà mình bổ cào á là sẽ mang lưới người ta, cho nên là không thể là bổ giả. Đáng lẽ là bây giờ bổ giả rồi này, rồi bây giờ phải chạy thêm mấy tiếng đồng hồ nữa các bạn. Ở chỗ này á, là gần đảo nha. Canh này thì chưa có thấy đảo tại vì trời cũng mù, mình thì mình thấy rồi đó, có một hòn núi nhỏ nhỏ này đó, cái đảo kia. Nhưng mà có lẽ các bạn sẽ không bao giờ thấy tại vì trong máy quay nó khó thấy lắm, ở ngoài mắt thường còn thấy còn mờ mà. Đảo này là đảo Côn Sơn nha các bạn. Và có lẽ là khoảng 2 tiếng nữa là sẽ bắt đầu là bủa một giác cào đầu tiên. Mình xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn xem là bủa cào như thế nào. Các bạn hãy chờ và theo dõi tiếp nha. Rồi hãy ủng hộ cái Giang bằng cách nhấn đăng ký và nhấn cái chuông nếu ai mà chưa làm điều đó, để có thể thêm những video xuyên suốt cuộc hành trình của mình nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn. Chờ mình khoảng cỡ 2 tiếng nữa. Sẽ bủa cái đuôi xuống nha các bạn. Do bủa giả phía bên này cho nên là lúc nào gió phía bên này cũng chạy không thổi về đây, cho cái ghe nó bê xuống và cái giả nó vạt lên trên này. Cho nếu mà các bạn để ấp gió thì giả nó lột vô ghe và nó vô cái vạt nha. Còn em trai đây sẽ cầm cái sợi dây rạp. Ở chỗ mình kêu sợi đây sợi dây rạp nha các bạn, nhưng mà có nhiều chỗ khác họ kêu là sợi dây tài hay gì á, đó mình cũng không rành nữa. Sợi dây rạp này để nối vô cái chỗ cái đuôi, nó có một cái thòng lọng á để thắt cái đuôi lại và nối một đầu vô cái đầu kèo. Đầu kèo có nghĩa là đầu xích đó.
Còn ngoài kia là chiếc ga dây đang chờ để bên ga giả sẽ bổ giả xong là tới lấy một bên hộp kèo. Bởi vì đây là giả đôi mà, cho nên mỗi bên sẽ nắm một đầu và kéo tới. À, bây giờ vừa có đuôi xuống đó. Bộ giả càng nhất là quan trọng là ở chỗ mà da rạp nó không được quàng đuôi, nó quàng vô có đuôi nó lộn lại là nó tréo, nó quấn kịch mình giả lại là cá nó sẽ nằm mình. Cái sợi dây rạp đây lúc nào nó cũng có độ dài, dài hơn cái giả rất là nhiều. Còn có tạm giá phải ít nhất cũng phải là 4-5 sải. Chứ nếu mà các bạn mà cái sợi đây mà nó ngắn hơn là nó sẽ thắt cái rạp và nó thắt cái đuôi kia là cá nó sẽ nằm ở ngoài luôn. Nó không có vô được trong đuôi, quan trọng là cá vô trong đuôi. Có rất là nhiều điều mà các bạn sẽ không bao giờ ngờ tới. Giả đây là một nghệ thuật nha các bạn, tại vì buộc giả nó quan trọng. Anh kia sẽ bủa cái chì xuống trước và bủa cái đầu xuống sau. Đó, cái giả đã bung ra rồi các bạn. Bủa cái khúc đây là nó bình thường, nhưng mà bủa cái khúc đây mới quan trọng rồi. Nó quan trọng là khúc này. Không được cho đầu nó lọt xuống chì. Cái đầu kèo đây sẽ là đầu kèo bên ga dây nha mọi người. Đây là đầu kèo đây hả? Kèo ga dây kia anh chưa lái ở đúng không? Kèo ga dây. Chắc nữa ga dây sẽ tới và lấy đầu kèo đó ra và ga dây. Nếu kéo giả tới ga dây ở phía kia và ga giả ở phía này. Do máy đây là 8 tua cho nên là cái giả cũng khá bự các bạn. Cái giả nó phải đi đều với cái máy, cái dòng tua của máy, cái lực của máy. Lực càng mạnh thì cái giả người ta làm sẽ càng to ra. Trời bữa nay khá êm mọi người. Trời đây cửa cấp 3, cấp 4 thì không nhiều. Thuận lợi cho việc ngư dân đánh bắt cá. Rồi người ta sẽ hãm cái đầu kèo của cái giả bên này lại. Chặt nữa sẽ kéo cái giả tới cho nó bung cái giả ra. Quan trọng là cái đuôi kia rất là quan trọng. Cái đuôi không cho nó chạy về đầu. Nếu mà đuôi mà chạy về đầu nó sẽ quàng đầu hoặc quàng chì là sẽ lúc đó sẽ không có con nào trong đuôi được. Bởi vì là nó quàng vô là đâu có lọc cho đuôi được đâu. Đưa dây lên đây này, chặt nữa sẽ dây sẽ chạy từ đây rồi chạy xuống về sau ra ngoài nước. Ok, cái dây đã tới rồi. Rồi bây giờ níu được kèo cả nhà sẽ cái dây cột đầu kèo cái dây lại và đưa qua cái giả sẽ trôi về. Mình lại gắn nó đi chung. Đó. Thank you.
đứng ở ngoài, cái dây nó bật ra rất là nguy hiểm. Mình sẽ làm một video về những cái cần tránh khi mà đi biển cho dành cho người mới, còn những người mà đi rồi thì cái đó phải chỉ lại mình nè. Hướng đây là mình nhìn thấy là bánh ra, tại vì gió đây là gió 60 nha các bạn. Chuẩn bị mọi người sẽ móc giống vô. Rồi tới cái này móc giống rồi các bạn. Rồi phải tuột quá. Thắng không ăn. Bây giờ phải trôi ngược lên ở chỗ cái này chứ chuột mất cái này à. Giờ thắng không ăn. Rồi, ok. Chưa, nó nằm ngay chính giữa, cái dây giống nó nằm ngay chính giữa và cái ghe chỉ cần kéo tới thôi, còn cái dây nhỏ đó là chỉ để giữ cái cây đinh để xỏ vô sâu vô cái hai cái này thôi nha các bạn. Đó, sau này khi mà hạ ga mở dây này ra, bắt đầu là chỉ cần rút nắm cái sợi dây rút là nó bung ra, bắt đầu là quay ghe kéo thôi. Rồi ok, chúng ta vừa mới xem cách của mấy anh mũ giả xong và bây giờ chắc có lẽ là đi khoảng cỡ, nếu như mình là dự đoán là khoảng cỡ 6 tiếng rồi đó, là mới kéo một lần lên nha các bạn. Các bạn thấy mới rồi có một ngày mà con người mình nó sơ sát luôn các bạn. Thật sự là người mình bây giờ nó rất là dơ, do hồi tối là xương của nó là xương muối mà mình nằm mà là tự nó ướt người luôn à. Rồi nhiều lúc mà mình phụ mình làm với anh em á, rồi bụi đồ nó bám vô người mình, nhớt đồ nó đâu mà tự nhiên nó bám vô, đụng vô chỗ nào nó cũng dơ ấy các bạn. Nhưng mà cái đó là bình thường thôi, đi biển là phải như vậy thôi. Đó các bạn coi nè, các bạn tay coi nè, nó quá dơ. Bây giờ chắc là mình phải tắm thôi, ngày qua nay chưa có tắm nha các bạn. Rồi, hẹn các bạn một xíu nữa. Đừng chuyển kênh nha. Hãy ở lại với mình và xem cách ngư dân người ta kéo cá lên thì có nhiều không nha. Thank you.
trên mũi sẽ có hai con lăng nha các bạn. Hai con lăng đó sẽ đổ chiều qua. Khi mà cho con lăng bên này dây nó sẽ chạy về phía bên này. Chậm nữa mọi người muốn cho dây qua phía bên này là đổi qua phía con lăng kia. Đây là hồi trước cái một con lăng lấy cái dây kéo qua, nhưng bây giờ không có làm vậy được, đổi qua. Bây giờ mấy anh sẽ bỏ dây qua con lăng phía bên kia nha các bạn. Đó, rồi, ok. Những lúc mình phụ anh em mình không thể nào quay được nha các bạn. Nhiều cái lắm, chẳng hạn như hồi nãy kéo cái dây kia mình phải về phụ cho nên không thể mình quay được. Ở chỗ đây nước nó cạn cho nên là dây nó ít. Chứ nếu mà nước sâu thì dây cáp nó rất là dài. Cái dây bụi thì nó một cỡ vậy thôi nha các bạn. Nhưng mà nó sâu là dây cáp nó dài lắm. Cái này là trời nó gọi là nó nửa sáng nửa tối cho nên có video nó hơi tối, mọi người thông cảm nha. Thấy tất cả là trên ghe, trừ mình ra là ghe dây 3 người, ghe giả 7 người là 10 người, mình nữa là 11. Nhưng mà mình chỉ là biết quay phim rồi các bạn. Mình chỉ phụ một ít thôi. Chuyến này đúng ra là đi vậy là thiếu người nha các bạn. Nhưng mà vì cái lý do không có tìm ra bạn cho nên là bắt buộc phải đi ít người. Hy vọng cái giác giả đầu tiên sẽ rất nhiều cá mực nha các bạn. Ở trên này, trên mũi sọ sẽ có một người đứng hãm kèo. Kèo là sợi xích cuối cùng á. Và một người sẽ bắt cái dây rạp. Cái dây rạp vào trưa mình có, bữa giả mình có nói đó, là bắt xuống, chạy xuống dưới đây, dưới chỗ cái tật kê đây, và đưa về kia, đưa xuống ở dưới đầu bộ ly và trời rạp về kéo cái đuôi lên. Thường là những chỗ khác á, người ta sẽ chơi cái đầu kèo lên luôn, lấy hết cái giả lên. Nhưng mà chỗ mình đây là nó khác biệt cái là không có lấy giả, lấy cái đuôi lên. Đó đó, rồi đầu kèo lên rồi các bạn. Ok, sợi rạp đó lên rồi, sợi rạp ở ngoài đây này. Kèo rất là rảnh, không bị quén. Mình sẽ phụ với anh em kéo sợi dây lên để bỏ ra khỏi cái con lăng. Anh tài công sẽ ra coi thử xích nó mài như thế nào. Đó là quan trọng là cái cách canh ga. Canh ra rất là nhiều cách nha các bạn. Rồi đang nải số rồi. Thật sự là muốn bỏ cái camera ở đây đừng phụ anh, nhưng mà thực ra nếu bỏ thì không thể nào quay cho các bạn xem.
rạp đây các bạn, trời có đuôi đây. Cái dây bên kia vẫn còn giữ cái đầu kèo ở dưới luôn nha các bạn. Mình không lấy giả đây, mình chỉ chơi cái đuôi lên thôi. Cái đây nó có một cái khuyết điểm của nó, đó chính là nếu mà lửa mà bị thắt dây rạp, có nghĩa là cái ngay cái đầu. Đó, top. Rồi từ từ mọi người sẽ hiểu được cái cách thức và làm của giả cạo Phước Tỉnh nha các bạn. Giả cạo Phước Tỉnh làm nói chung là nó cũng hơi khác ở chỗ những chỗ khác. Nhưng mà chủ yếu nó giống nhau cái là xuống dưới nước và người ta cạo. Hai bên kéo thẳng tới cạo cá mực nó vô. Rồi, cái đuôi nó lên rồi. Trời, cá đùa nằm mày quá trời luôn. Cá đổng đùa nằm ngoài quá trời luôn anh ơi. Phải bắt đầu trời đuôi lên. Cái gì có cái cục gì trong đó các bạn ơi, cái cục gì ở bị bự. Anh ơi, con mực nang to nằm ngoài anh ơi. Có vợ con chợ. Ô, mực nang bự và cố luôn. Đó. Đi. Không có vợ cái đó. Đào ra mất rồi. Uổng ghê. Rớt xuống động giả. Đó bạn. Cá mặt quỷ. Quỷ. Đây chắc này được không có thu.
được hơn cái lắp biển. Đây mực các bạn. Mực dài mà cố luôn. Hai gang. Mực hai gang. Đây là cá bò da giấy nha mọi người. Có ghẹ đây. Còn đây là cái trứng ốc. Trứng ốc vàng. Được có ngựa này. Có ngựa dài quá trời luôn. Đây cá ngựa dài nè mọi người. Được con sam nữa. Đây là con sam biển. Đây là con cúm núm. Giác này có nhiều loại quá trời. Đây con ốc mượn hồn này. Quá bự. Ai ghẹ ghẹ đây ghẹ xanh quá mạnh. Rồi bây giờ đang ra dây tiếp nha mọi người, đừng đánh giấc đêm luôn. Các bạn video lần sau nha. Có lẽ là đêm nay quanh